tình mẹ đậm đà thương yêu. Ly hương mấy nẻo sơn khê, nhớ già diệt nhớ lối về quê xưa. Mẹ ơi con trẻ tha phương, xây tình duyên xưa phong sương tuổi đời. Đôi dài danh vọng rã rời, bàn chân trái sàn thổi đời ngược. Tìm thức thiên liên tìm con reo gọi ân tình tổ tiên, chắp tay lễ một kiền liên tấm gương hiếu tử đẹp miền đông phương. Dù lang tháng bảy ngát hương, mơn mong tình mẹ con cách trở xa xăm, nhưng tình thì lại rất gần mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Kính bạch chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Thìn 2012, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tỉnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam long trọng cử hành tổ chức Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2556 tại nơi Tỉnh Thất Quan Âm này. Hôm nay được chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cầu hội về dự rất là đông, trên 50 vị. Và đặc biệt hôm nay trên 5.000 người ở tất cả các tỉnh thành cũng như các nước về tại Tỉnh Thất Quan Âm. Đêm hôm qua đã nghe Giác Nhàn giảng một thời pháp, đó là Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật Bất Khả Tư Nghì. Thưa quý vị, đêm hôm qua chắc là quý vị tràn đầy hoan hỷ không quý vị ha? Và thưa quý vị, đêm hôm qua Giác Nhàn hoan hỷ quá, cho nên đến 12 giờ khuya về đến 12 giờ khuya nằm chợp mắt một chút xíu là 2 giờ đã thức dậy để chuẩn bị lo cho cái đại lễ Vu Lan tại ngày hôm nay. Cho nên hôm nay Giác Nhàn chuẩn bị tương đối khá đầy đủ và chi tiết trong cái chương trình của đại lễ hôm nay. Và kính thưa quý vị, cái đêm hôm qua có chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, Giác Nhàn giảng Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật Bất Khả Tư Nghì, đáng lẽ còn nói nhiều lắm. Tuy nhiên thời gian không cho phép, cho nên Giác Nhàn chỉ nói trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Cái đĩa này Giác Nhàn hết sức là ưng ý, sẽ dập ra 10.000 đĩa để tặng cho quý Phật tử. Và đặc biệt có hai vợ chồng Phật tử cô Diệu Đào đã phát biểu trong đêm hôm qua Phật Pháp Nhiệm Màu, cho nên thành ra cái đĩa này Giác Nhàn sẽ dập tặng cho quý Phật tử vào những cái lễ lớn. Thưa quý vị, hôm nay đại lễ Vu Lan tại Tỉnh Thất Quan Âm long trọng cử hành lễ. Quý Phật tử văn tập về trên 5.000 người với số lượng rất đông,
Nhưng có một cái điều đặc biệt, sáng hôm nay trời quang mây tạnh và ánh bình minh xuất hiện, phải không quý vị ha? Hết sức hoan hỷ. Giờ đây bao nhiêu người con Phật lắng động tâm tư, ngồi nơi tịnh thất Quan Âm để đón nhận nghe Thầy trân trọng gửi đến quý vị một cái đề tài mà Thầy chuẩn bị tương đối khá kỹ lưỡng. Đó là ý nghĩa hiếu kính thân tôn sư. Hôm nay Thầy giảng cái đề tài ý nghĩa hiếu kính thân tôn sư nhân cái mùa Vu Lan Phật lịch 2556, dương lịch 2012 tại tịnh thất Quan Âm. Thì thưa quý vị, chương trình lễ hôm nay tương đối khá đặc biệt, là Thầy chuẩn bị một cái lễ cúng dường trai tăng cho chư tôn đức tăng ni và rất nhiều gia đình phát tâm cúng dường, và chuẩn bị cái lễ cài bông hồng, và chuẩn bị lễ phát quà cho các cụ thường trụ, các chú thường trụ. Và đặc biệt đợt này hai vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh lên trên này diễn xuất, và Thầy đã duyệt những bài hát rất là kỹ lưỡng xếp trong chương trình hôm nay. Và trong chương trình hôm nay có hai vợ chồng và một người con của Châu Thanh sẽ diễn xuất, về nói về mẹ, về những bài tìm mẹ nơi đâu, nhớ mẹ, vân vân. Đó là chương trình mà hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị. Bắt đầu đi vào cụ thể bên trong. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, chư tôn đức tăng ni cũng vừa an cư kiết hạ trong 3 tháng, từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, chư tôn đức tăng ni thúc liễn thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Và các hàng Phật tử nhân mùa Vu Lan trở về những nơi tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, chùa, thiền viện, tịnh viện, tu viện để làm lễ Vu Lan. Và thưa quý vị, lễ Vu Lan không những dành riêng cho những người con Phật, mà lễ Vu Lan này dành cho tất cả những người, nếu người đó còn cha, còn mẹ, hay mất cha, mất mẹ, và tất cả mọi người đều có thể dự lễ Vu Lan và đón mừng đại lễ Vu Lan được. Vì tất cả mọi người ai cũng có cha, cũng có mẹ, và ngày Vu Lan là dành cho mẹ và cha. Thì thưa quý vị, sở dĩ ngày Vu Lan có là do Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên là một vị đệ tử lớn, một trong 10 đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Ngài chứng đắc được thần thông. Và Ngài chứng đắc được thần thông cho nên Ngài nhìn xuống địa ngục, thấy mẹ của mình là bà Thanh Đề đang đau khổ đói khát vì tiền nhân của bà không biết bố thí mà keo kiệt, không biết cúng dường mà lại là rít rống và có tâm sân hận, vì vậy cho nên phải vào cảnh giới địa ngục, ở trong đó nuốt sắc nóng khổ đau. Và Ngài Mục Kiền Liên khi thấy mẹ của mình ở trong cảnh địa ngục làm loài quỷ đói, thì Ngài mới dùng thần lực xuống cảnh giới đó và đem một bát cơm trắng dâng cho mẹ. Khi mẹ cầm bát cơm, và khi cầm bát cơm một tay cầm một tay che bát cơm, sợ người ta lấy mất bát cơm đi, và bốc cơm bỏ vô miệng, than ôi cơm quá than, cơm đã quá thành than đỏ và nuốt vô rất là nóng. Thì lúc đó Ngài Mục Tiền Liên Tôn giả quay trở về lại gặp Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: mẹ con tạo những nghiệp ác, bây giờ phải làm loài quỷ đói, không có ăn, không có mặc, khổ đau, bây giờ con phải làm sao? Thì Đức Phật nói: dầu ông có thần thông dời những ngọn núi Tu Di đi khắp nơi, muốn dời đi đâu tùy ý, nhưng nghiệp lực của mẹ ngươi, ngươi không dùng thần thông mà dời được đâu, mà đợi đến ngày tự tứ Vu Lan
Sau khi 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng tu hành ở các nơi, và ông mời tất cả chư tôn đức tăng ni đó tụ họp một nơi, ông sắm sửa trai viên thức ăn, cúng dường, đem cái công đức cúng dường này hồi hướng cho mẹ ngươi, thì mẹ ngươi có thể thoát khỏi những cảnh ngục tù u tối khổ đau. Thì khi ngài Mục Kiền Liên nghe như vậy, nước mắt rơi lệ khắp đồng đìa và vâng lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cung thỉnh chư tôn đức ở các nơi am cung cùng cốc về lại một nơi, tại nơi tịnh xá cúng dường. Thì khi cúng dường thức ăn xong, hồi hướng công đức đó, thì bà Thanh Đề thoát khỏi cảnh ngục tù u tối khổ đau. Đó bắt nguồn từ nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho ngài Mục Kiền Liên báo hiếu cho mẹ của mình đang khổ đau ở dưới ngục tù tâm tối đó. Vì vậy ngài Vu Lan phát xuất từ nơi ngài Mục Kiền Liên tôn giả, cho nên chúng ta mới nói là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên tôn giả. Ngài là một vị đại hiếu, và từ đó Vu Lan bắt đầu xuất hiện nhân cái ngày lễ mà Đức Phật chỉ cho ngài Mục Kiền Liên. Kính thưa quý vị, hôm nay tại tỉnh Thất Quan Âm cũng tổ chức lễ Vu Lan, và lễ Vu Lan hôm nay dành cho tất cả mọi người, và thầy chuẩn bị rất kỹ lưỡng với những người hôm nay đã mất mẹ. Chúng tôi chuẩn bị 3.000 cái bông hồng màu trắng, những người còn mẹ chúng tôi chuẩn bị hơn 3.000 bông hồng màu hồng để tặng cho quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đi sâu vào nội dung bên trong để giảng về chữ Vu Lan. Báo hiếu Vu Lan tiếng Phạn viết là Ulumpana, Ulumpana dịch nghĩa là giải đảo hiền. Giải đảo hiền tức là mở trói những người treo ngược. Huyền là sợi dây, đảo là treo ngược, giải là cởi. Cởi mở cho những người bị trói và bị treo ngược. Trong những người mà bị treo ngược là mang những cái tội rất lớn: giết mẹ, giết cha, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng, đọa vào cảnh địa ngục khổ đau. Dầu cho nghiệp cực nặng như vậy, nhưng nhân ngày lễ Vu Lan, chúng ta biết tu tập, biết tụng kinh. Như sáng hôm nay, hơn 5.000 người này tụng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ hồi hướng cho cha mẹ của mình ở dưới cảnh giới địa ngục vẫn được siêu thoát. Dĩ nhiên kinh Vu Lan hồi hướng cho cha mẹ của mình vẫn được siêu thoát. Tất cả kinh đều có công năng, có công đức để hồi hướng cả. Như vậy hôm nay là những người ở dưới cảnh địa ngục đang bị treo ngược, đang bị khổ đau, mà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp, đúng không? Đúng vậy. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ông, Đức Phật đi ngang qua một đống xương khô. Khi ngài thấy đống xương khô thì sao quý vị? Ngài sụp xuống, ngài lạy đống xương khô. Ngài A Nan là thị giả nói bạch Đức Thế Tôn, vì sao ngài là một đấng toàn năng toàn giác mà ngài lại lạy đống xương khô như vậy? Đức Thế Tôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời rằng: đây là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, sanh tử luân hồi, hôm nay đã ra đi, biết đâu có phần xương thịt của cha mẹ của ta, bây giờ ta phải đảnh lễ. Hôm nay ta biết được luân hồi nghiệp báo, biết chúng sanh á khổ đau vì lăn quẩn trong vòng luân hồi. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đảnh lễ một đống xương khô đó, là ngài nói đây là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ta. Nghĩa là cha mẹ của mình đã mất rồi, trong nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay mình về đây mình làm lễ Vu Lan để mình báo hiếu cho cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng. Vì vậy hôm nay với số lượng người về rất đông, chúng tôi tổ chức lễ Vu Lan, và sáng hôm nay chúng tôi đã cho quý vị tụng hết một bộ kinh Vô Lượng Thọ, đem công đức tụng kinh Vô Lượng Thọ hồi hướng cho cha mẹ của mình ở dưới địa ngục, ở những cảnh khổ đau, thì nương công đức này thoát khỏi cảnh khổ đau, và cha mẹ mình hiện tiền nương nơi công đức tụng kinh Vô Lượng Thọ này, thì thọ mạng của cha mẹ mình kéo dài, bình yên sống an lạc. Đó là công đức
tụng kinh Vô Lượng Thọ Bất Khả Tư Nghị. Thưa quý vị, hiếu thân tôn sư là gì? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói: hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm bất sát, hành thập thiện nghiệp, đây là nhân tố để vãng sanh. Nếu những người không có hiếu kính cha mẹ thì người này nói chuyện vãng sanh là chuyện không bao giờ có. Nghe Đạo Hòa Thượng Tịnh Không giảng về tịnh nghiệp tam phước nha quý vị nha. Chúng tôi nghe rất kỹ, biết sao có duyên với Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài giảng về cái hiếu thân tôn sư á, là hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng rất là kỹ. Hôm nay chúng tôi nói sâu về cái phần hiếu kính tôn sư, hiếu kính cha mẹ. Vì đúng ra là có bốn cái ơn lớn, đó là ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, ơn chúng sanh và ơn tam bảo. Nhưng hôm nay mùa Vu Lan chúng tôi chỉ nói hai cái ơn là ơn cha mẹ và ơn tôn sư. Là hai cái ơn này kỳ đặc, đặc sắc mà hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị. Thưa quý vị, cái ơn của cha mẹ của mình nó rất là lớn. Tam niên nhũ bộ, 9 tháng cưu mang, cơm nhai xuống nước, lưỡi lừa cá xương. Đêm hôm qua chúng tôi nghe cô Diệu Đào mang một cái thai, mà khi gặp bác sĩ định phá thì bác sĩ nói rằng cô có quyết định cô phá không? Cái đoạn này chúng tôi nhắc lại khi cô kể chúng tôi. Cô dám can đảm cô phá không? Khi nói như vậy tự nhiên cô rung mình, sực tỉnh lại và không có phá cái thai bào này nữa. Thì đứa con nó yên lặng, không có quậy quò. Thưa quý vị, khi một đứa bé nằm trong bụng mà nếu nó là nghịch tử thì nó quậy quọ, nó đạp, nó dãy dùng và nó làm chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Đây là gặp nhau trong cuộc đời để trả nợ oán, chứ không phải là ân. Còn những đứa bé trong bụng mình nó nằm yên ngoan, nó yên trong đó, sanh ra rất là yên và lớn lên nó gặp mình và lo lắng cho mình, nó phục vụ cho mình, thì đó là ân. Cuộc đời này đòi nợ, trả nợ, báo ân và báo oán. Thì thưa quý vị, trong cái hiếu này đó thì nó có tổng cộng là bốn cái hiếu. Thứ nhất là hiếu dưỡng, thứ hai là hiếu hành, thứ ba là hiếu tâm và thứ tư là hiếu đạo. Thì chúng tôi bỏ sẽ đi vào từng chi tiết. Vì ngày Vu Lan mà quý vị không có hiểu về Vu Lan báo hiếu là gì. Thưa quý vị, thứ nhất đó là hiếu dưỡng, tức là nuôi dưỡng cha mẹ. Nuôi dưỡng cha mẹ là nuôi dưỡng về ăn, mặc, ở và bệnh. Thưa quý vị, về vấn đề hiếu dưỡng thì chúng tôi thấy rằng dầu cho vai phải cổng cha, vai trái cổng mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ và gánh đi khắp hòn núi Tu Di để mà nuôi cha mẹ. Nhưng nếu nuôi cha mẹ mà không cho cha mẹ hiểu đạo thì cái hiếu dưỡng này cũng không đạt được mục đích. Cho nên hôm nay chúng tôi lướt qua ba phần hiếu dưỡng, hiếu hạnh và hiếu tâm, nói sâu về cái hiếu đạo để cho quý vị hướng dẫn cha mẹ mình trở về với đạo. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị. Tuy nhiên chúng tôi nói sơ qua bên cái phần hiếu dưỡng. Thưa quý vị, ngày này là ngày Vu Lan chung, nhưng cho Giác Nhàn một mảnh tình cảm với mẹ của Giác Nhàn riêng một chút xíu. Hiện tại bà cụ mẹ của Giác Nhàn đang ở đây, ngồi trên này. Và cụ năm nay là 80 tuổi, xuất gia năm 2000 với sư bà Hải Triều Âm. Năm nay là 12 năm, ở sư bà 6 năm. Bà Giác Nhàn thỉnh cụ lên trên này 6 năm. Thì thưa quý vị, từ khi Giác Nhàn cất tịnh thất Quan Âm trên này là một điều duy nhất cầu nguyện Phật gia hộ cho con có được một cái tịnh thất để mà nuôi phụng dưỡng cha mẹ.
Chính nhờ cái tâm nguyện mà Văn Nhàn xây dựng cái tịnh thất để phụng dưỡng nuôi cha mẹ mà Phật gia hộ cho Văn Nhàn đến ngày hôm nay. Nếu Văn Nhàn xây tịnh thất lên để mong Phật tử đến cúng dường, xây cho chùa cao Phật lớn, không nghĩ về cha mẹ, thì coi như là cái nền tảng này không có gốc, không có móng, xây không có móng. Quên cha mẹ mà người đó thành nhân chi mỹ, không bao giờ có, không bao giờ có trong cuộc đời. Nghe đó không? Thầy không phải tự mãn, rất hãnh diện nuôi lo cha mẹ, nhất là bố Giác Nhàn về đây từ năm 73 tuổi bị bệnh suy tỷ và ở tại nơi này. Giác Nhàn lo cho cụ đến 82 tuổi, tức là 9 năm không còn bị bệnh suy tỷ và ra đi. Tại trong phòng trợ niệm, chính đích thân Giác Nhàn đứng ra trợ niệm. Và đặc biệt cái đêm mà đưa cụ ra đi là tối 21 đưa cụ ra đi tháng 7 đó, là cả đại chúng niệm Phật suốt đêm, một vùng trời ánh sáng trên này rực sáng. Thầy Nguyên Hiển bên Trần Lê Gia Trang đứng ở trên Trần Lê Gia Trang nhìn xuống đây thấy một vùng trời này sáng rực ở trên này. Sáng thầy chạy xuống hỏi thầy Nhàn, hồi tối hôm qua thầy làm gì mà ở dưới này nó mây ngũ sắc vần vũ dưới này vậy? Thầy Nhàn kêu đêm hôm qua niệm Phật suốt đêm để sáng hôm nay đưa ông cụ lên lò đài hỏa táng. Nhớ cái cảnh này, đó là cái tâm nguyện hôm nay Vu Lan Giác Nhàn có cái cảm xúc dâng trào trong cái ngày mà niệm Phật tại phòng vãng sanh, đưa ông cụ ra đi. Và ông cụ ra đi rất nhanh, trong 10 giờ sáng Giác Nhàn đem ra phòng vãng sanh, 3 giờ chiều Phật tử chưa tan buổi niệm Phật cụ đã ra đi. Đó là điều mà hôm nay Giác Nhàn tuy rằng không còn người cha, nhưng mà chia sẻ với quý vị với cái tâm tình, cái tâm nguyện. Và cái lúc Giác Nhàn ở trên này là năm 2000 bắt đầu xây dựng tịnh thất Quan Âm, thì khi ở trên này vất vả, vật chất thiếu thốn, có những lúc nấu lên một nồi canh, thả mấy cọng giá với mấy cái cà chua, thế mà hai cha con ngồi húp rất là ngon. Nhớ lại cảm xúc này, nhớ lại cảm xúc này, lúc đó chỉ có hai cha con ở trên này và nấu một nồi canh giá chan chung với cơm mà húp ăn. Đó là những kỷ niệm mà Giác Nhàn rất trân quý, muốn tìm lại những ngày đó không còn nữa vì người cha đã về với Phật. Thưa quý vị, hôm nay những ai còn cha thì đừng làm cha khóc, đừng làm cha buồn, vì mình đã còn cha. Thưa quý vị, tuy nhiên hôm nay với ngày lễ Vu Lan này, Giác Nhàn mong rằng những người còn cha về lo cho cha mình những món ăn, những thức uống. Và hôm nay còn cha thì mình về mình nói thưa cha, cha ăn những món gì, cha còn những điều gì, và chỗ ở của cha như thế nào. Chúng tôi có nhớ một Phật tử khi chúng tôi bước đến, cái chỗ nằm của Phật tử thì rất là đầy đủ, giường chiếu rất đẹp, giống như một cái cung hoàng rất đẹp. Nhưng mà khi nhìn qua bên cái giường của người cha nằm thì nó rất là sơ sài và mền, nó hôi hám, không ngó ngàng về đến cha. Thưa quý vị, làm cho chúng tôi suy nghĩ liền, dầu cho người này tu hành tinh tấn, một ngày niệm 10 muôn câu tụng kinh, một ngày 3-4 bộ Phật cũng không chứng. Vì mình đã mất gốc, không hiếu kính cha mẹ thì làm sao mà Phật chứng cho mình được quý vị? Quý vị có nhớ cái câu chuyện không? Có một vị đó cầm chuối đi lên trên chùa cúng, gặp một vị thầy đó. Thầy đó nói: Phật chứng minh cho con rồi, bây giờ con về con tìm ông Phật nào mà cúng cho một vị á, mà mang cái đôi dép ngược như vậy, đó là Bồ Tát Phật á, con cúng vị đó phước dữ lắm, phước lớn lắm. Thì cái vị thầy này chỉ như vậy, thì cái vị Phật tử đó mới cầm nải chuối đi trên đường về tới nhà. Mà trên đường đi về không thấy người nào mang đôi dép ngược, người nào cũng mang đôi dép thuận hết trơn à.
Thì khi bước đến nhà gõ cửa, mẹ ở trong nhà chạy ra vội vã mang đôi dép ngược, thì nhìn lại thấy mẹ mình đang thèm chuối, đó là Phật của gì? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, cha mẹ hiện tiền là Phật tại thế. Cho nên chúng tôi mong rằng hôm nay với tâm nguyện của Giác Nhàn, mong muốn làm sao những người còn cha còn mẹ nên về phụng dưỡng, lo lắng, quan tâm. Thưa quý vị, sáng hôm qua Giác Nhàn qua gặp bà cụ mẹ Giác Nhàn. Ngồi đó thì cụ mới nói: nghe thầy xây phòng vãng sanh ở Đại Tùng Lâm phải không? Giác Nhàn nói là hòa thượng xây, Giác Nhàn ủng hộ trợ duyên. Bà cụ mới nói: tốt lắm, thầy làm chuyện này là để đứt lại cho mai sau, và những người vào đó để trợ niệm, cái công đức của thầy lớn lắm, thầy làm đi, thầy làm chuyện đó đó, tôi đồng ý, tôi hoan hỷ lắm. Trời ơi, tự nhiên Giác Nhàn xúc động. Vì sao quý vị biết không? Vì cụ đã 80 tuổi rồi, lớn rồi mà còn á nghĩ những cái chuyện phước thiện, làm những cái công đức xây phòng vãng sanh, nhắc nhở Giác Nhàn từng chút từng chút. Cho nên Giác Nhàn ở bên cạnh với bà cụ ở phòng chuyên tu, qua thấy cụ ngồi niệm Phật mà Giác Nhàn có cảm xúc. Vì vậy cho nên cái hiếu dưỡng này, quý vị lo ăn, lo chỗ ở, lo mặc, mình đi đâu về có một bộ đồ đẹp. Thực ra những người già người ta không có cần, nhưng mà mình về mình nói: má ơi, con thương má lắm, con quý má lắm, con nhớ má lắm. Nói không có gì hết trơn á, xạo, phải không ạ? Tức là mình có cái tâm rồi, nhưng mà mình phải có cái hiện vật. Cái hiện vật nó biểu hiện ra cái tâm, gọi là hiếu dưỡng. Mang trái cà, mang gì, nấm xôi, không mang những cái gì, những cái món gì mà cha mẹ thích. Thưa quý vị, cái gia đình Phật tử mà hôm trước phát biểu cái ngày kỷ niệm 5 năm của gia đình của Hoa Tâm, đêm hôm qua cả gia đình, con ở bên Úc, bên Canada, bên các nước bay về, năm nào cũng làm lễ cho mẹ, mang những món ăn nào mẹ thích tại nhà. Năm này lên trên chùa và tất cả mọi người trong gia đình sum họp lại và làm cái lễ chúc thọ cho mẹ. Cho gì? Cho mấy người gì mời chúng tôi đến một cái thất nhỏ, tự nhiên chúng tôi cảm xúc. Quá là dâng trào cảm xúc luôn quý vị. Và tại nơi này có một gia đình họ biết mời mẹ về, nhưng mà cụ này đặc biệt là ba cái cọng máu mà lên tim nó bích, nó nghẽn rồi. Và bác sĩ nói là bà này đã chết từ lâu mà không biết lý do gì có những cái tia máu nó phúng ra. Nó phúng ra và đã nuôi bà cụ này, bác sĩ không thể nào giải thích nổi. Và đáng lẽ là mổ, chuẩn bị 200 mấy chục triệu, chuẩn bị mổ rồi, nằm bệnh viện 1 năm đó. Và cuối cùng bác sĩ kêu không mổ, bây giờ để yên như vậy. Bà cụ sống này là nhờ phước của bà cụ, còn công đức bà cụ tu hành, bác sĩ nói vậy nghe. Và nhờ cái phước của bà cụ, mổ ra cũng chết. Thôi bây giờ Phật lo thì thôi, Phật lo luôn cho rồi. Hôm nay cả gia đình lên trên này, chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Và rất rất nhiều gia đình lên trên này đã làm lễ Vu Lan. Làm sao quý vị còn cha còn mẹ, đưa được cha mẹ lên trên này để làm lễ Vu Lan chung với thầy. Hoặc giả mình ở nhà, mình lo cho mẹ trong cái ngày Vu Lan. Không những ngày Vu Lan mà lo những cái ngày khác, cha mẹ thích ăn món gì, mình đem món đó đến. Giác Nhàn thích, biết bà cụ thích ăn rong biển, đi đâu Giác Nhàn mang rong biển về đưa bà cụ. Biết thích ăn uống bột sắn dây, mình đi mua bịch bột sắn dây, thầy đi ra Hà Nội thầy giảng về, cầm bịch sắn dây đưa bà cụ, bà cụ bật cười. Nhưng mà nếu mà cái hiếu dưỡng của mình đem đến vật chất đầy đủ, nhưng mà vì cái hành động của mình ăn phức đi cho rồi, ngồi lâu quá, tức là mình vẫn lo ăn uống đầy đủ, nhà cửa đầy đủ, nhưng mà cái lời nói của mình, cái hành động của mình á, nó dằn mâm sắn chén và có những cái hành động không tốt như vậy, thì cái hiếu này chưa trọn vẹn. Phải gì? Hiếu hành. Những cái hành động của mình phải thì mị, nết na, khoan dung, hoan hỷ. Lời nói của mình làm sao hết sức là lọt tai cho cha mẹ nghe. Mà khi mình mà đã nói lọt tai được như vậy mà mẹ hoan hỷ, cái phước của mình nó lớn dễ sợ lắm. Hôm qua thầy có nói cái gia đình cô Hoa Tâm,
Hai vợ chồng anh thứ năm đó là làm ăn coi như là phá sản, mất mấy trăm tỷ trắng tay. Thầy kêu rằng anh còn cái phước của bà cụ, con gái là nhờ đức cha mà con trai là nhờ đức mẹ. Anh nhờ cái đức của mẹ anh sẽ làm ăn thành công nữa, đừng có lo. Và cái tài sản lớn nhất cuộc đời đó là trí tuệ và sức khỏe. Anh còn trí tuệ, anh còn sức khỏe thì anh không phải lo gì cả. Thầy an ủi thì anh rất là vui. Và thưa quý vị, làm ăn thua lỗ coi như trắng tay, vậy mà nghe mẹ bệnh là bay từ bên Úc về để mà lo cho mẹ. Cái hành động này làm cho Giác Nhàn cảm xúc. Cái hành động này nè, quý giá cái chỗ này, là lúc mình trắng tay mà vẫn gì nghĩ đến cha mẹ, thấy mẹ bệnh về để lo. Những cái hình ảnh này làm cho Giác Nhàn thấy rất là ấn tượng. Và không những hành động này nữa, mà phải bằng cái tâm. Hiếu tâm là gì? Thí dụ mình lo ăn, lo uống đầy đủ. Và cái lời nói của mình, con thương mẹ lắm, con thương mẹ lắm, mà trong bụng cái nói thôi bà chết đi cho rồi. Sống chi mà lâu quá vậy? Ở trong bụng mình là trong tâm, không biết không? Cái miệng nói con thương má lắm, muốn sống lâu với con ngang, nhưng mà ở trong tâm nói bà chết sớm đi cho rồi. Ở đây nhiều chuyện, cái miệng cái bếp xếp miết, cái gì cũng xí vô. Không, mấy bà già hay có chủ đó phải không? Cho nên bà cụ mẹ của Giác Nhàn nói một câu mà Giác Nhàn cảm động. Thầy nuôi các cụ già là thầy rước những cái nghiệp của những đứa con bất hiếu. Ồ, hay quá, hay quá. Thầy rước những cái nghiệp của những đứa con bất hiếu với cha với mẹ. Và thầy đem các cụ về đây để cho ân oán không còn phải trả nợ nữa, để các cụ tự tại vãng sanh. Cái đức này lớn lắm, tìm đức mà theo Phật. Hôm qua bà cụ kể cái chỗ này xúc động. Khi mà bắt đầu phát tâm cúng dường á, thì ở trong lòng này nó nói thôi thôi đừng cúng dường nhiều nữa, cúng dường ít ít thôi. Bà kêu con ma trong người mình nó suối vậy đó nghe. Thì Đức Quan Âm Bồ Tát nói trong tai là nói keo kiệt là hết tiền là nghèo á. Thì vừa nghe bên tai vậy, cái sáng ra bán bánh hỏi kể cái chuyện lúc còn ở nhà mà Giác Nhàn hay ngồi qua tâm sự với cụ lắm. Thì khi mà ra bên ngoài bán bánh hỏi thì một cục tiền vừa đếm xong để trong giỏ, quay lại người ta rút mất. Mà kêu hèn gì Quan Âm nói keo kiệt là mất tiền, đúng quá rồi. Mà nói cái mẫu chuyện này hay quá. Càng keo là càng thiếu phước, mà càng thiếu phước thì càng hết tiền là càng hết của, mà thọ mạng càng ngắn. Nhớ chỗ này không? Và cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi muốn nói quý vị, dẫu cho quý vị nuôi cha mẹ ăn uống đầy đủ, dẫu cho quý vị là có những hành động lời nói rất là tốt, dẫu cho cái tâm quý vị tốt, nhưng mà không đưa cha mẹ vào đạo, quy y tam bảo, biết niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, thì cái hiếu này cũng là thế gian, vẫn là luân hồi sanh tử. Dẫn chứng một cái đoạn kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà vua Tịnh Phạn chuẩn bị băng hà, ngài về tại hoàng cung, ngài khuyên cha niệm Phật. Mà Đức Phật thành Phật rồi cũng phải thực hành cái hiếu này, chứ không phải thành Phật rồi bỏ hiếu nha. Thưa quý vị, chúng tôi đọc lại một cái đoạn văn thêm mà phụ vương cảm nhận được lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà được vãng sanh quý vị. Trong kinh nói phụ vương vãng sanh Tây Phương Cực Lạc khi nghe lời khai thị của Phật. Phật bảo phụ vương, tâm niệm Phật có thể chúng sanh trong sanh tử cũng giống như vậy, chỉ cốt hệ niệm chẳng ngơi sẽ quyết định sanh ở trước Phật. Một khi đã được vãng sanh liền có thể cả biến hết thảy các điều ác thành đại từ bi. Đây là nguyên cái đoạn văn mà Phật khuyên phụ vương á, là nên nhất tâm niệm Phật. Mà hệ niệm tức là nhất tâm niệm Phật. Hệ niệm nó đồng với là nhất tâm. Nhất tâm nghĩa là hệ niệm. Mà nhất tâm hệ niệm được rồi thì tất cả những cái điều ác nó đều thay đổi hết. Hành động của ngài khi phụ hoàng băng hà, ngài đưa vai vô để khiêng cái quan tài của vua cha đem đi đến đài quả táng. Đó là cái điềm mà
hạnh phúc, cái niềm an lạc, cái niềm mà trọn vẹn tình nghĩa. Nếu quý vị sống với cha với mẹ mà không gắn bó, không có thân mật, không có thương yêu, không có hết lòng phụng dưỡng, thì lúc cha mất, cha đi đường cha, con đi đường con. Thưa quý vị, cái ngày thân phụ Giác Nhàn ra đi là cái ngày Giác Nhàn đi xuống dưới Nha Trang, chùa của Thượng Tọa tâm niệm là để giảng dưới đó. Và ngày mai là ngày 19 ra đi, chuẩn bị xe cộ xong xuôi hết rồi. Nhưng mà ngày 18 cụ ra đi trước, cụ nói: "Thưa Thầy, Thầy đi giảng Nha Trang ngày nào vậy?" Giác Nhàn nói: "Ngày 19 tháng 7 cụ á vẫn còn mạnh khỏe bình thường, đem lên nhà thương cụ không có, cụ không có chịu chữa bệnh, chạy về dứt dây rút nước chạy về. Thì khi đem về lại đây không muốn uống thuốc, không muốn chích thuốc, không muốn chữa bệnh. Và ngày 19 là Giác Nhàn đi giảng, chuẩn bị xe 50 chỗ rồi. Thì đúng ngay ngày 18 cụ ra đi, cho nên ngày 17 đây thiên tăng, đúng ngày ngày chủ nhật hai tây tháng 9 mà cũng là ngày niệm Phật một ngày một đêm ở Đại Tùng Lâm. Quý vị thấy cái duyên phước không? Đặc biệt không? Thì võ mình làm trước ngày phải không ạ? Làm ngày sống thường á, mà nhân gian mình làm vậy đó mà. Thì như vậy cụ là đi trong cái ngày 18. Thì ngày 19 Giác Nhàn hủy cái chuyến đi giảng đó và ở tại bên cạnh lo. Và Giác Nhàn nhớ cái lúc mà vào trong phòng thấy cụ nằm, bà cụ lắc đầu, cụ nói: "Thôi tôi ra đi, thầy ở lại cố gắng tu hành hướng dẫn đạo tràng." Và cụ biết cái ngày 19 là thầy đi giảng, cho nên thành ra cụ đi ngày 18. Đó là cái điều mà Giác Nhàn thấy rằng cái linh tính của cụ ông rất là đặc sắc trong thời gian ở đây tu hành niệm Phật, và rất thích phóng sanh. Phật tử cho tiền bao nhiêu là đem xuống chợ Phi Nơm mua cá. Và thưa quý vị, 3 năm về trước khi cụ ra đi, Giác Nhàn vào trong cái phòng, thấy phòng không gối chiếc, tự nhiên trong lòng nó xúc động. Nếu người nào khi thấy cha mẹ mình mất hoặc cha mẹ mình còn mà không có hiếu, là người đó là kẻ vô nghì, là kẻ bất hiếu, thì không thể nào thành công trong cuộc đời này được. Sở dĩ Giác Nhàn thành công được đạo tràng, thành tựu được đạo tràng, và hơn 200 cụ ở đây, hơn 100 chú ở đây, và bao nhiêu Phật tử hôm nay về với thầy, thầy nói quý vị, nếu thầy không có tâm hiếu với cha với mẹ, hướng dẫn cha mẹ tu tập, và mà chỉ có là danh lợi, làm những chuyện bên ngoài, thì không thể thành tựu như ngày hôm nay. Thầy dám chắc quý vị là như vậy. Vì khi thầy xây Tịnh Thất này, mục đích là để gì? Mục đích là để đem cha mẹ về đây. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 7 là ngày niệm Phật một ngày một đêm ở Đại Tùng Lâm, 16 đến 17, hai tây tháng 9 chủ nhật. Và ngày đó là thầy thiết đặt lễ cúng dường thiên tăng 1000 vị tăng ni, và đặc biệt những Phật tử hôm đó xuống đó để làm lễ đại tường 3 năm. Và thưa quý vị, hôm nay nói đến người cha không còn ở đây, nếu như hôm nay bố Giác Nhàn còn ở nơi này, thấy rằng ngày lễ Vu Lan này hơn 5000 người về đây để niệm Phật, thì đó là một điều rất là diễm phúc và rất là hoan hỷ. Tuy nhiên hôm nay người cha đã khuất bóng ra đi, đó là nỗi mất mát rất lớn của Giác Nhàn, và cũng là nỗi mất mát rất lớn của những người trong này không còn cha. Vì vậy cho nên hôm nay với tấm lòng này, thầy trân trọng mời nghệ sĩ Châu Thanh ra trình bày một bài hát nói về đạo làm con. Và khi cha Châu Thanh cũng mất, và khi cha Châu Thanh ra đi, vì vậy hôm nay thầy trân trọng xin kính mời nghệ sĩ Châu Thanh.
Châu Thanh, con xin kính dâng lên quý thầy Chư Tôn Đức, Tăng Ni và tất cả quý vị Phật tử với những câu thơ mà Châu Thanh đã cảm xúc khi mà cha Châu Thanh mất. Ai người đã mất tình cha mới nghe sâu nặng xót xa đau buồn, tâm tư bấn loạn như cuồng, ai ơi có thấu đoạn trường chia xa. Giờ đây con xin trân trọng kính mời Chư Tôn Đức và tất cả quý vị cùng thưởng thức bài hát Đạo Làm Con, nhà cô Ngọc Sơn và lời giọng cổ của Châu Thanh. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phù kính con cha. Ơn người ôi bao bao la, nói sâu thấp thiết tha trong lòng. Con quỳ con lại mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Năm dài tháng rộng gian lao, nuôi đàn con khôn lớn nên ơi. Ân tình sâu đậm mẹ cha, thương con vô bến vô bờ. Làm con chưa hiểu đi đâu, ơn cha nghĩa mẹ. Khắc sâu tròn đời. Ôi hay tiếng mẹ cha nghe sao nó đậm đà thương thương quá. Vì biết bao gian lao không có cha mẹ nào quản chi, mà chỉ cầu mong cho con được nên. Dài nắng dầm mưa nhưng biển vẫn tươi cười. Tháng tháng ngày ngày dài đây mai đó, mong kiếm được tiền để lo lắng cho con. Dù rằng thân xác héo hon, miệng còn hơi thở là còn thương lo. Quý sao ơi tấm lòng son, dù biển cạn non mòn nhưng tình cho con không thay đổi. Như những đêm lạnh giá, cha ôm con sưởi ấm trong lòng. Nhớ những ngày con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm dài. Lo sợ cho con mà nước mắt tuôn tràn. Con sốt quá làm sao để anh hời, miệng mẹ thì thầm khấn nguyện Phật Quan Âm. Cầu xin Đức Mẹ hiển linh, độ cho con trẻ qua hồi hiểm nguy. Cuộc đời cha mẹ xa chi, dầu bao gian khổ, việc gì cũng cam. Bây giờ con trở về đây, làm sao quên được tháng ngày năm xưa. Nơi này những buổi sớm trưa
đình hạnh phúc mối dưa quanh quần. Ba ơi, hôm nay con trở về thăm ba, nhưng mà ba đâu còn nữa. Mùa Du Lan năm nay chỉ còn mẹ với con đi chùa lễ Phật. Ba ơi, con nhớ ba lắm, nhưng con biết tìm ba ở đâu. Bao ngày dài xa quê, con nhớ thương trong lòng xiết bao. Tình thâm của cha mẹ hiền, suốt cuộc đời chi vì con trẻ. Giờ trở lại quê hương, ôi đớn đau khi cha đã còn đâu. Bây giờ con biết tìm đâu đền đáp ân sâu của cha mình. Giờ đây chỉ biết đứng nhìn, nhìn bao cảnh vật để mình vẫn dương. Dù rằng xa cách ngàn phương, nhưng con vẫn mãi nhớ thương trọn đời. Thưa quý vị, Châu Thanh hát rất là cảm xúc, làm cho thầy cũng cảm xúc theo, và bao nhiêu người cũng rơi lệ cảm xúc khi mất cha của quý vị. Quý vị cho một tràng pháo tay thiên dài để quan hệ Châu Thanh đã cúng dường bài hát cảm động đến tâm của thầy, vì thầy cũng mất cha, đồng cảm với Châu Thanh cũng mất cha. Xin rất là ghi nhận bài hát của Châu Thanh. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay mùa Vu Lan thầy chỉ còn mẹ, không còn cha. Và tất cả những người trong này cũng có những người mất cha còn mẹ. Thưa quý vị, với nhân duyên mà hôm nay quý vị về dự lễ cùng với thầy, chúng ta biết rằng nếu cha mình đã khuất bóng ra đi, thì mình tạo những công đức in kinh, in tượng Phật, in băng đĩa phóng sanh, cũng như giác nhàn có duyên là cúng được thiên tăng để hồi hướng cho thân phụ giác nhàn là cụ ông Diệu Âm Thiện Chánh, và hôm đó cũng hồi hướng cho tất cả những hương linh mà đã quá vãng. Chúng tôi thiết lập một cái đàn cúng kỳ siêu cho các vị hương linh rất lớn ở Đại Tùng Lâm. Vì vậy, khi cha mẹ mình đã quá vãng thì chúng ta nên làm những công đức. Như vừa rồi sáng hôm nay quý vị đã tụng hết bộ kinh Vô Lượng Thọ, đó là cái công đức mà mình hồi hướng cho cha mẹ của mình đã quá vãng. Lấy công đức này để hồi hướng, vì cha mẹ đã mất rồi, không đem tiền cho cha mẹ được, không đem thức ăn cho cha mẹ được, không mang bộ quần áo cho cha mẹ được, mà đem cái gì? Đem công đức tụng kinh, đem công đức niệm Phật, đem công đức lạy Phật, đem công đức phóng sanh, phải không quý vị? Thưa quý vị, nói đến người mẹ của thầy thì cụ lo cho thầy bao nhiêu năm ăn đi học. Và giác nhàn nhớ rằng mỗi lần học thiếu tiền là về cụ bán cái gánh bánh hỏi, 12 giờ khuya dậy làm bánh rồi, 6 giờ sáng bán đến 5 giờ chiều về. Thế mà cụ lo cho thầy lúc đi học Phật học, trường Phật học, cũng như lo cho thầy tu hành. Thầy nói nếu thầy không đem mẹ thầy vào để mà tu hành thì không bao giờ thầy trả được cái ơn này, vì chỉ có hiếu đạo là
có thể đáp đền được cái công ơn của cha mẹ mình, vì mình đưa cho cha mẹ mình về với đạo, thoát khỏi luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái báo hiếu thù thắng nhất. Cho nên thành ra khi cha mẹ quý vị tuổi già, cái điều mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị hôm nay là quý vị khuyên cha mẹ của mình nhất tâm niệm Phật. Mẹ của Giác Nhàn ở trong một cái ngôi thất đó, và bên cạnh đó, cái phòng của thầy là cái chánh điện để cho cụ tu. Giác Nhàn ra thấy cụ niệm Phật, cụ nói bữa nay lạy đến 1000 lạy, đau lưng quá rồi, bữa nay chỉ ngồi niệm thôi. Bà cười. Giác Nhàn sung sướng, hoan hỷ. Và cái lúc mà Giác Nhàn chưa có tỉnh thất, đi chùa này chùa nọ, một ngày cụ lạy mấy trăm lạy để hồi hướng cho thầy, cho thầy có một cái nơi ổn định. Dầu cho con cái ngược đãi, dầu cho con cái có hiếu hay bất hiếu, người cha mẹ của mình luôn luôn vẫn nghĩ đến mình, thì mình không có gì mà không có hiếu với cha mẹ. Vì vậy thầy khuyên quý vị trong ngày hôm nay, mọi người nên về lại lo ăn, lo mặc, hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu tâm và hiếu đạo phải trọn vẹn. Với cái tấm lòng của các vị hôm nay về đây dự lễ, trên ngực quý vị có bông hồng màu trắng là mất mẹ, mà bông màu đỏ là còn mẹ, là ngày Vu Lan này dành cho mẹ. Và trước khi cài bông hồng, thầy trân trọng mời nghệ sĩ Ngọc Quyền Châu hát một bài là Tìm Mẹ Nơi Đâu. Và thưa quý vị, vừa rồi Ngọc Quyền Châu đã sáng tác cái bài Diệu Pháp Âm ca với Đại Tùng Lâm, thầy nghe thầy hết sức ưng ý. Hôm nay xen vào trong chương trình Vu Lan chuyên đề mẹ, hai vợ chồng từ Sài Gòn bỏ hết những cái xô hát lên trên này. Hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, mà đặc biệt nghệ sĩ Ngọc Quyền Châu lại là vợ Châu Thanh đó quý vị. Nhạc sĩ chế những bài giọng cổ rất hay. Hôm nay sẽ ca cái bài Tìm Mẹ Nơi Đâu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Quyền Châu xin thành kính chúc cho chư tôn đức tăng ni được thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành. Chúc cho toàn thể quý vị đại chúng nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Dạ, hôm nay là ngày đại lễ Vu Lan. Ngọc Quyền Châu cũng xin chúc mừng cho quý vị nào còn cha còn mẹ, đó là một niềm vui lớn trong cuộc đời. Và cũng chia sẻ cho quý vị nào đã mất đi tình cha hoặc còn cha mất đi tình mẹ, thì Quyền Châu xin gửi đến bài được mang tên là Tìm Mẹ Nơi Đâu. Xin quý vị cùng nghe. Đêm nằm trăng trời bâng không bao giờ quên. Ngoài
ngoài sân chiếc lá rơi rơi khiến con ngắm ngùi mẹ ơi. Xa rồi bóng hình thân yêu, con bây giờ trở thành mồ côi. Ôi nếu ai đã một lần đôi trên đầu dành khăn tang trăng thì mới cảm nhận trong ta sự mất mát lớn lao về tình thương của đấng sanh thành. Vất vả gian lao của người mẹ hiền lành, hôm sớm tạo tận trăm phần cơ cực dành tất cả những gì nó ấm cho đàn con. Dù răng tiêu tùy héo hôn, dáng hình của mẹ áo mòn hoàng chi, nghẹn ngào lệ đầm quanh mi, đôi ngả biệt ly lòng con nghe ngoài trời nấc phất hạt mưa tuôn, mẹ cùng chiếc xuồng ba lá bềnh bồng trên cánh đồng nước lũ. Mẹ của tôi suốt cả đời tôi thương tôi mến, là vì mẹ hiền đã dắt sữa nuôi con. Bởi có câu nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, giờ đây dù cho con có đi bốn phương trời cũng không tìm thấy được mẹ yêu. Cứ mỗi buổi chiều nghe tiếng chuông điểm ngân nga, con chợt nhớ hôm nào mẹ con mình đi chùa lễ Phật, nhưng bây giờ thì không còn hình bóng mẹ. Con đi lễ Phật một mình, ôi buồn quá mẹ ơi. Trên tay thắp nén hương trầm, cúi đầu tưởng niệm âm thầm cầu xin. Sao thời sám hối trì kinh, con nguyện làm phước cho hương linh mẹ nhờ. Mẹ ơi có thấy con thơ thắp hương dân mẹ, mẹ giờ nơi đâu? Nhìn di ảnh mẹ thật lâu, càng thương càng nhớ biết tìm đâu mẹ hiền. Thưa quý vị, cho một tràng pháo tay dài nữa quý vị ha. Thầy rất là ghi nhận bài hát Tìm Mẹ Nơi Đâu của Ngọc Huyền Châu mới ca. Chắc là quý vị biết tìm mẹ mình ở đâu chưa ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta hôm nay quay về nhà. Nếu ai còn mẹ thì mẹ chúng ta ở nhà. Còn nếu mẹ chúng ta đã ra đi rồi thì từ địa ngục đến cảnh giới Phật, không biết mẹ ở đâu không quý vị?
thì chúng ta đem công đức niệm Phật hôm nay hồi hướng cho mẹ, thì mẹ chúng quý vị sẽ nhận được. Dạ vâng, thầy rất là ghi nhận, Ngọc Huyền Châu rất là xúc cảm, rơi nước mắt. Và hôm nay mẹ của Ngọc Huyền Châu vẫn có lên trên này để cùng với người con để lên dự lễ với thầy. Thầy rất là ghi nhận. Để làm nghi thức cài bông hồng, cung thỉnh cho Tôn Đức Tăng Ni khởi thân đứng dậy. Giờ đây quý vị chúng ta đứng nguyên vị trí tại chỗ không quý vị ha. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, giờ đây chúng ta đón nhận trên ngực quý vị là cài bông màu hồng hay là màu trắng. Thưa quý vị, hôm nay một ngày lễ Vu Lan, với pháp hội chúng ta từ trước giờ chưa khi nào đông đến số lượng đông như vậy. Giờ đây bắt đầu vào chương trình cài bông hồng. Thầy sẽ cài cho mẹ thầy trước, rồi các chú cài cho chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn bộ quý Phật tử truyền tay nhau, và từ trên này chúng ta truyền xuống. Một bóng hồng, thưa quý vị, giờ đây bước sang một cái mục tương đối khá đặc biệt. Khi thầy còn mẹ là thân mẫu của Giác Nhàn, pháp danh Diệu Âm Liên Phương, đã xuất gia tu tập. Tuy nhiên Giác Nhàn phát thêm một cái nguyện lớn nữa là nuôi các cụ, đem các cụ về tại đây để nuôi lo lắng ăn uống bệnh hoạn. Và Giác Nhàn nghĩ các cụ này là những người mẹ nhiều đời nhiều kiếp của Giác Nhàn. Bây giờ mời các cụ ở phía dưới chúng ta quỳ lên và quay xuống luôn để nhận những món quà Giác Nhàn sẽ gửi cho các cụ. Thưa quý vị, đây là những cụ già lớn tuổi, có những người con cái hất hủi không nuôi nấng, và đặc biệt cũng có một số các cụ gia đình điều kiện rất là khá giả đầy đủ. Và các cụ này hàng ngày rất là tinh tấn
niệm Phật, và một ngày 12 tiếng ở đây niệm Phật. Có những cụ gia đình rất là khá giả, nhưng nuôi nấng về vật chất chỗ ở, nhưng mà không có một cái đạo tràng niệm Phật. Cho nên thành ra các cụ lên trên này hàng ngày niệm Phật rất là tinh tấn. Và cái tâm nguyện của Giác Nhàn muốn nuôi lo lắng các cụ này, không phải là nhà dưỡng lão ở đây chỉ có ăn mặc ở và bệnh chết là xong, nhưng mà muốn nuôi các cụ ở đây ăn để niệm Phật, ở để niệm Phật, bệnh cũng để niệm Phật. Và niệm Phật để làm gì quý vị? Vãng sanh. Vì vậy cho nên hôm nay nhân mùa Vu Lan, thầy có tấm lòng của thầy là món quà này tặng cho các cụ để các cụ có để mà sử dụng. Thưa quý vị, đây là hai vợ chồng Phật tử ở Sài Gòn, đặc biệt là phát tâm mua những phần quà cho các cụ là hơn 200 phần, và các chú hơn 100 phần. Và đặc biệt là từ hôm mấy tháng lại đây là hơn 30.000 đĩa và chép tặng các nơi. Và 1-2 giờ khuya thức dậy và phát Bồ Đề Tâm, chép đĩa tặng miễn phí và in kinh. Hôm nay làm những phần quà đem đi tặng cho Phật tử. Thưa quý vị, đây là những món quà mà gia đình của họ phát tâm tặng cho các cụ, và cũng có một phần quà của thầy để tặng cho thầy. Thưa quý vị, gia đình Phật tử phát tâm phần quà cho các cụ và cũng có phần quà cho thầy. Đây là tấm lòng của gia đình Tâm Bảo Chứng Minh. Quý vị cho chàng pháo tay. Và trong giây phút này, để cho cái không khí nó sinh động hơn, xin mời Châu Thanh ra chung với thầy để Châu Thanh hát cái bài Nhớ Mẹ. Và không biết những người con khi mẹ lên trên này tu tập có nhớ mẹ hay không. Nếu không nhớ mẹ thì nghe bài hát của Châu Thanh rồi sẽ nhớ mẹ ha quý vị ha. Trong một chàng pháo tay. Dạ, A Di Đà Phật. Xin mời Châu Thanh cất giọng hát. Quý đại chúng, với bài hát Nhớ Mẹ của tác giả Tề Đức Thích Minh Giới. Trước gió
năm xa cách quê hương, nay con trở lại nhớ thương mẹ nhiều. Mẹ ơi con nhớ khi xưa cứ mỗi chiều mẹ ngồi bên bờ ao giặt áo mái tóc đêm sương phố xuống đôi vai gầy. Lặng lẽ ngoài hiên chầm chầm bóng đêm về, bên ngọn đèn trong mẹ ngồi và manh áo rách để mai này cho con có áo mặc đến trường xa. Nhưng mong con trở lại nhà, sợ e là bước con xa chiều mưa nơi làng quê năm cũ. Từng chiếc lá mẹ bay lác đác rụng ở bên nhà. Dần dần xa xa vọng lại tiếng lời ru của mẹ dưới mái tranh nghèo theo từng nhịp giọng đông đưa. Con ơi con ngủ hay chưa để mẹ đi chùa lại Phật cầu an. Con nghe trong giấc mơ màng mẹ yêu giờ đã đi sang nơi nào. Mẹ ơi, con về nè mẹ. Mẹ ơi, con về nè mẹ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi mẹ? Mẹ ơi, con về nè mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi mẹ? Mẹ ơi, hôm nay con về thăm mẹ, nhưng giờ mẹ đã còn đâu. Mẹ ơi, hôm nay con về thăm mẹ, nhưng giờ thì mẹ nơi đâu? Hỏi từng bờ đây gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi? Mái tranh êm lệm
nhìn hàng tre ngơ ngác buồn hiu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ân mẹ cha, sẽ không phải nhỏ tháng năm êm đềm sống bên mẹ yêu. Mẹ, mẹ kính yêu ơi, khắp bốn phương trời con tìm kiếm khắp nơi nơi, nhưng không có một tình thương của mẹ. Du Lan đến cõi lòng con quanh quẻ, con trở về đây thì mẹ đã không còn, làm con hiếu hành chi tiên, chớ để cha mẹ ưu phiền vì ta. Bây giờ con quá xót xa khi mất cha mẹ, và con biết tìm nơi đâu. Thưa quý vị, bài hát quá cảm xúc không quý vị ha. Vâng, đồng hành với Tỉnh Thất Quan Âm của mình, Giác Nhàn cầu nguyện Tam Bảo, giọng hát này năm nay 55 tuổi thì 75 tuổi vẫn còn hát tốt. A Di Đà Phật. Xin phép sư phụ, đây là một dòng hoa mời tất cả người quý vị Phật tử ở Cần Thơ cũng như tất cả chúng con thành kính dâng lên để chúc sư sức khỏe cho sư phụ. Chú đại diện 120 chú đó ra bên ngoài để nhận mừng phần quà của thầy. Đây là 120 chú, còn một số các chú nấu ăn bên ngoài và lo bên ngoài. Thưa quý vị, 120 chú và Thượng Quảng Hiển đã xuất gia, trên 60 chú, đợt này 15 xuống xuất gia, thêm gần 30 chú nữa là gần 100 chú xuất gia ở tại đây. Đây là những vị trẻ, còn một số già nữa quý vị, mà đặc biệt hy sinh lo lắng cả pháp hội, coi như thầy chỉ lên trên này giảng thôi, nấu ăn nấu uống dẫn chúng và lo hết tất cả mọi việc. Hôm nay cũng có mấy phần quà tặng cho các chú. Trong này có chú Hiền đâu ha. Chú Hiền thì là mồ côi cha mồ côi mẹ, và vô trong này coi như là trưởng chúng dẫn chúng ở đây rất là tốt. Và vì thầy thấy một số các chú mồ côi cha mồ côi mẹ, cho nên cái đoạn mà thầy phát quà cho các chú là sẽ có cái trích đoạn mà vợ Châu Thanh là Ngọc Quyền Châu và Châu Bảo này sẽ đóng cái đoạn gọi là trích đoạn mồ côi. Thầy nghe rất là cảm xúc. Thì thưa quý vị, các chú ở đây là còn trẻ mà phát tâm lên trên này xuất gia niệm Phật để cầu vãng sanh quý vị. Có chú 17, 18 tuổi mà cầu vãng sanh quý vị. Không biết quý vị dưới đó có muốn vãng sanh không? Vâng. Vâng. Thì đây là gia đình của cô Tịnh Đăng này, cũng tặng phần quà cho các chú. Quý vị cho một tràng pháo tay thật dài. Và gia đình của cô Diệu Đào mà hồi tối phát biểu Phật Pháp Diệm Màu cũng xin tặng bì thư cho các chú. Dạ vâng. Để vào chương trình, xin mời nghệ sĩ Ngọc Quyền Châu và Châu Bảo đóng cái trích đoạn mồ côi trong chương trình phát quà cho các chú. A Di Đà Phật. Kiếp mồ côi của tác giả Ngọc Quyền Châu, do Ngọc Quyền Châu và bé Châu Bảo biểu diễn. Trong cuộc đời này, biết bao cảnh đời bất hạnh và đau thương của những đứa trẻ mồ côi khi phải mất cha mất mẹ, sống bơ vơ nơi đầu đường xó chợ. Đây là một trong số những đứa trẻ bất hạnh đó, sống mồ côi cha từ thở lọt lòng, giờ đây lại mất luôn tình thiêng liêng cao quý của mẹ. Cuộc sống hàng ngày với bữa đói bữa no, bằng những chiếc bọc ni lông mà người ta vứt bỏ bên đường. Có nhiều đêm em đói và lạnh giữa bầu trời giá rét, em khóc thật nhiều, khóc vì đời mình phải sống tiếp mồ côi. Thank you.
sao bỏ con bơ vơ một mình, con biết sống làm sao đây, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Hôm nay đại lễ Du Lan, Quan Âm tịnh thất thật là đông. Mỗi khi đến chùa thấy lòng thanh thản làm sao. Kìa cháu, sao cháu ngồi đây cháu khóc vậy? Ba mẹ cháu đâu? Cô ơi, ba mẹ con chết hết rồi, con chỉ sống có một mình à. Trời, tội nghiệp cháu quá. Rồi cháu sống làm sao hả cháu? Dạ, con đi móc bọc bán kiếm tiền sống qua ngày. Cứ mỗi lần lễ Du Lan đến, mẹ con thường dắt con đến chùa lễ Phật. Nhưng mà hôm nay thì không còn mẹ nữa. Nhìn thấy các bạn cài bông hồng trên áo mà con không có, con buồn quá cô ơi. Con nhớ mẹ con quá cô ơi. Tội nghiệp cháu quá. Thôi cháu đừng có buồn, để cô tìm cách giúp cháu. Nhiều khi con buồn quá, con muốn chết để được gặp mẹ con. Ê, con đừng có nói bậy như vậy nghe con. Nếu mà con tự tử chết á là con không được giải thoát đâu nha con. Mà con nhớ mẹ con quá à. Cô hát ru cho con ngủ được không cô? Được rồi, cô sẽ hát ru cho con ngủ. Xin Đức Phật hiền linh
dòng khổ đau, cho đời thoát cảnh ly tán, gia đình hạnh phúc yên vui mỗi nhà. Thôi con à, con đừng có khóc nữa. Để cô đưa con vào gặp sư phụ dắt nhàn, sư phụ sẽ nuôi con. Nhưng cô ơi, con nghe nói là thầy chỉ nuôi những người già và độ người chết, chứ đâu có nuôi con nít đâu cô. Không phải vậy đâu con, sư phụ độ cho tất cả mọi người, nuôi người già và độ cho người chết được giảng sanh đó con. Giảng sanh là sao hả cô? Là người sắp chết sư phụ trợ niệm cho được về cõi Phật đó con. Vậy tốt quá cô ơi. Cô nói sư phụ độ cho mẹ con được gặp Phật đi cô. Được rồi, vậy con hãy theo cô vào chùa gặp sư phụ dắt nhàn. Và hằng ngày con phải nghe lời sư phụ chỉ dạy, phải siêng năng niệm Phật thì sẽ độ được cho mẹ con về cõi Phật. Dạ con vui quá cô ơi, con cảm ơn cô. Vậy từ nay con không còn sống bụi đời nữa cô ha. Ừ. Vậy cô cháu mình đi vào chùa đi cô. Được rồi, đi con. Dạ. Còn gì vui sướng hơn, con thật may mắn à, tràn đầy phước thiên. Cô ơi, người ta về chùa dự lễ quá chừng đông luôn. Sư phụ dắt nhàn đâu cô? Đó, sư phụ kìa. Dạ, con chờ sư phụ. Quý vị thấy cái đoạn hay quý vị ha. Dạ vâng. Trong chúng mình cũng có một số mất cha mất mẹ, cho nên cái tiết độ mồ côi này rất là ý nghĩa và đầy cảm xúc. Và món ăn này là ngon nhất thì để cuối cùng. Hay là món ăn thực phẩm này sắc. Thì thấy Ngọc Huyền Châu và Châu Bảo diễn xuất hôm nay làm nhiều người cảm động. Và những đứa trẻ mồ côi thì khi đã mồ côi vào chùa là cái nơi nương tựa, vì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vì vậy cho nên hôm nay thầy ghi nhận tấm lòng của Ngọc Huyền Châu và Châu Bảo đã trước đoạn mồ côi rất là cảm xúc. Thầy cầu nguyện tâm bảo gia hộ cho hai mẹ con cũng như gia đình thanh tâm an lạc. Thưa quý vị, đây là màu vàng tượng trưng cho sự giải thoát. Thầy đeo cái khung hoa màu vàng vào cho cụ mẹ thầy để cụ mau vãng sinh. Vâng. Vâng, thưa quý vị, đây là gia đình của cô Hoa Tâm á, cô Hoa Quang có chuẩn bị những cái vòng hoa được đeo lên cho cụ. Ở đây là cái vòng hoa màu vàng là ánh kim quang của Phật A Di Đà để tiếp dẫn cho cụ mau vãng sanh. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, có một gia đình Phật tử ở Hungary xem băng đĩa của thầy và phát tâm tặng một số tiền cho các cụ để các cụ tiêu dùng. Thầy rất là ghi nhận tấm lòng ha quý vị ha. Rồi mang xuống đi.
À, thưa quý vị, thầy mời gia đình cô Hoa Tâm với Hoa Quang cụ ra đây trước. Thưa quý vị, đây là bà cụ mẹ cô Hoa Tâm, và đây là cô Hoa Tâm mà hôm trước lên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu tại nơi kỷ niệm 5 năm. Đây là bà cụ mà trái tim thầy nói là nghẽn ba mạch máu. Hôm nay cả gia đình lên trên này và phát tâm cúng dường trai tăng, chút xíu nữa sẽ cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni là mục cuối cùng. Và giờ đây cũng đối trước tâm bảo cầu Phật gia hộ cho cụ sống thêm một thời gian nữa để niệm Phật cho phẩm vị được cao, sức khỏe sống lại với con cháu ha. A Di Đà Phật, tinh tấn niệm Phật. Hoa Tâm đeo vô cho mẹ đi ha. Dạ vâng. À, đeo nhiều quá vậy. Dạ. Kính bái bạch thầy ân sư, kính bạch chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa quý vị đồng tu trong pháp hội A Di Đà Phật. Người đời ví ân cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi. Dù cho đi chọn một đời cũng không bảo đáp công người sinh ta. Vu Lan về cơn gió mùa thu gợi cho ta tình cha mẹ thâm sâu, mời gọi những kẻ tha hương dừng bước lãng du, lắng tâm hoài niệm về công ơn sanh thành dưỡng dục. Ân ấy, đức ấy, đức Phật dạy ví như biển rộng trời cao, muốn trọn đền đáp thật là không thể. Vinh dự được làm người con Phật, noi gương hiểu hạnh của đức tôn giả Mục Kiền Liên, cũng thù đáp được phần nào ân sâu của hai đấng sanh thành. Hôm nay đây thầy cho chúng con văn tập về pháp hội này để tham dự lễ hội Vu Lan Thù Thắng, tác tạo công đức lành hồi hưởng cho cha mẹ trong bảy đời được thoát quá siêu sanh, song thân hiện tại được ân kim phước lạc, cha mẹ cho xương thịt, thầy nung chỉ xuất trần. Sau cùng con xin kính chúc quý vị đồng tu và gia quyến hưởng trọn mùa Vu Lan, hiểu sự quan quy, kiết tường an lạc. Gia đình chúng con xin nghiêng mình cảm ơn sư bà. Sư bà cảm niệm công đức của sư bà đã xin cho chúng con người thầy cả kính. Nam mô A Di Đà Phật. À, thưa quý vị, giờ đây gia đình cũng có phần quà A Di Đà Phật dâng cúng thầy. Vâng, dạ. Bắt đầu cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni, chia ra cúng cho chư Tôn Đức Tăng Ni luôn ha. Rồi. Đây, thưa quý vị, hôm nay có gia đình của bác Liêm, các vị ở Sài Gòn lên trên này phát tâm cúng dường trai tăng cho chư Tôn Đức Tăng Ni. Và hôm nay gia đình của bác Liêm này cúng dường cả buổi ăn cho hết toàn thể pháp hội, quý vị cho một tràng pháo tay để tự lễ công đức. Và đặc biệt gia đình bác Liêm thì may những cái áo tràng, và nhất là những người công nhân có cái tâm ngày đêm bỏ công ra may áo tràng tặng cho Phật tử ở đây miễn phí, chút nữa thầy sẽ trao gửi tặng cho quý Phật tử. Và đặc biệt có một người anh cả của cô Giáng Hương này là lúc trước cũng chưa có hiểu đạo lắm, nhưng vừa rồi lên lễ kỷ niệm 5 năm thì ông rất là cảm xúc, ông về viết một cái bài cảm xúc trong đáy lòng. Và bác này thì đặc biệt là một giáo sư đại học có trình độ kiến thức, nhưng hôm nay lên trên pháp hội có một cái bài xin tặng cho quý vị, rất là cảm xúc ha. Xin mời bác. Được phép thầy, con xin vài lời nói tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch các chư tôn thượng tọa đại đức Tăng Ni, kính bạch đại đức Thích Giác Nhàn chủ trì Quan Âm, kính thưa các quý Phật tử có mặt tại tịnh thất Quan Âm, A Di Đà Phật.
Con là Lê Công Liêm, 73 tuổi, hiện ở tại Hà Nội. Con là cán bộ kỹ thuật hóa, công tác tại trường Đại học Tổng hợp, nay là Đại học Khoa học Tự nhiên Quốc gia. Là một người làm công tác khoa học, tức là hoàn toàn duy vật, thật khó để tin những điều mà khoa học chưa chứng minh được. Hơn nữa con cũng chưa bao giờ đi chùa chiền cả. Để nói những lời như chào vừa rồi thật là khó. Và lúc hoàn toàn không hiểu vì đâu cả. Nói gì đến chữ A-di-đà Phật mà thấy sao khó thế, ngượng mồm lần sau ấy. Chứ đừng nói gì đến việc nghe thầy đọc. Hôm mùng 10 tháng 6 năm Nhâm Thìn 2012, con được em gái con là Phật tử của đạo tràng này đưa con lên lễ Phật. Con cũng chưa tưởng tượng là lễ như thế nào, xưng hô với mọi người, nhất là với thầy ra sao, khó quá. Nhưng để làm em con vui lòng, con cũng hoan hỉ đi với mục đích xem sao. Hơn nữa cũng coi đây là một chuyến du lịch xứ sở bốn mùa hoa. Kính bạch quý chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính bạch quý thầy, kính thưa các quý vị Phật tử. Là một người vô đạo, lại thuộc hạng người xưa nay hiếm, thất thập cổ lai hy, lên thăm tịnh thất của thầy Giác Nhàn, được nghe thầy giảng kinh Vô Lượng Thọ, được lạy Phật và được dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập đạo tràng A Di Đà Phật, và cũng là duyên may của cuộc đời con. Con không biết có phải con có duyên với Phật hay không, nhưng sao con thấy tâm hồn con lâng lâng thế, thấy Phật như ở bên cạnh mình. Con ngồi nghe thầy giảng mà cứ như thấy ánh hào quang đang soi rọi vào đầu con, giúp con thấy thanh thản. Bằng giọng thuyết giảng của thầy, con thấy sao mà vừa dân dã lại vừa cao siêu thế. Con mạn phép thầy, lúc đó con ví thầy như là chủ tịch Fidel Castro của Cuba. Với sự di diệu nhiệm màu của Phật Pháp mà thầy đã dẫn giảng, với lòng từ bi bác ái của thầy, thầy nuôi các cụ già, nuôi các chú, rồi thầy lại tặng quà cho những người, mỗi người một hộp quà. Con không biết là trong hộp quà đó có những cái gì giá trị hay không giá trị, nhưng bằng những hành động nhân văn như vậy, con cảm thấy thầy đúng là một bậc cao siêu. Bằng những hành động nhân văn đó, con đã mở mắt thấy rằng đạo tràng của thầy Nhàn không phải là tà đạo, mà đây đúng là chính đạo. Con được nghe thầy giảng 3 buổi, 2 buổi ở tịnh thất của thầy, 1 buổi ở Đại Tùng Lâm. Sao con thấy vào thế? Chỉ với bộ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ với 4 câu A-di-đà Phật thôi mà sao giản dị và thần diệu thế? Thật là dễ để tu quá đi chứ. Tu là được tất cả, có mất mát gì đâu. Mà rồi cuối cuộc đời được vãng sanh, lại về với cõi Phật. Sướng quá đi thầy ơi, A-di-đà Phật. Kính bạch quý chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính bạch quý thầy, kính thưa các quý Phật tử. Thưa thầy, con được nghe thầy giảng, được nghe các Phật tử nói lên sự mầu nhiệm của Phật Pháp, rồi không biết đi đâu, về đâu. Hôm con đi tham quan khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương, con vào Ngũ Lân Đại Cung, tức là 18 tầng địa ngục, ngồi trên dòng nước trôi theo, con cảm thấy như dòng đời không biết sẽ trôi vào đâu. Ngồi trên chiếc phao bồng bềnh, con cảm thấy như cuộc đời mình đang trao đảo, đi về đâu, giảm về đâu. 18 cửa địa ngục, con thấy cửa nào con cũng phải vô, vì cuộc đời con xấu quá, cũng ghen ghét, cũng đố kỵ, cũng sân si quyền lợi, cũng gian dối, cũng ngược đãi vợ con, xấu ra với tội lỗi. Nhưng có một cửa con cảm không bao giờ con cảm thấy là phải vào, đó là con chưa bao giờ bất hiếu với bố mẹ ông bà, chưa bao giờ bất kính với thầy, và không bao giờ bất nghĩa với anh em bè bạn cả. Nói đến đây dòng cảm xúc của con dâng tràn, bên tai con văng vẳng tiếng A Di Đà Phật. Hôm nay trước Đức Phật, trước các chư tôn hòa thượng đại đức tăng ni, trước thầy người đã mở cõi lòng và dẫn dắt cho con bước chân vào chốn tu tập, trước các quý vị Phật tử, con xin sám hối và nguyện một phần còn lại của cuộc đời xin đến với cửa Phật, đến với kinh Vô Lượng Thọ và đến với 4 câu A Di Đà Phật, để con gieo hạt nhân quý, mong sẽ được gặt những hoa thơm quả ngọt, để rồi cuối cùng được vãng sanh, được về Tây Phương Cực Lạc. Con xin
cúng dường thầy 4 câu: thầy là vầng sáng thái dương, đưa vô lượng thọ dẫn đường chúng sinh, theo thầy đón ánh bình minh, A Di Đà Phật kinh hành con tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Bác viết rất là cảm xúc quý vị, viết rất là chân thành. Thầy ghi nhận tấm lòng của bác là một vị trình độ giáo sư đại học ở Hà Nội, thế mà hôm nay giác ngộ. Vâng, dạ, xin rất là ghi nhận. Dạ, bây giờ gia đình phát tâm cúng dường ha. Dạ, cái này cho ai? Dạ. Không. Rồi, rồi đây. Dạ vâng, giờ đây là phút cuối cùng để cúng dường trai tăng Nhất Tăng Đáo, Nhất Phật Lai. Mà hôm nay tăng ni rất là đông, chứ không phải là một vị ha quý vị ha. Bữa nay nhiều Phật vô trong pháp hội của mình. Thì gia đình của Phật tử Tịnh Đăng cũng phát tâm cúng dường trai tăng. Thì mời toàn thể gia đình lên lấy những phần trai tăng bên trong, đem ra bên ngoài đội trên đầu, bắt đầu đi từ từ đi ra. Thưa quý vị, đây là cái nghi thức dâng y cúng dường cho Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và cứ mỗi kỳ tự tứ, tức là Vu Lan, năm nay mình làm Vu Lan ngày mùng 10, thì Chư Tăng, Chư Ni vẫn là thạch trụ của Phật Pháp, Tác Như Lai Sứ, Thừa Lợi Như Lai Sự, Hoằng Pháp Vi Giao Vụ, Lợi Sanh Vi Bổn Hoài. Thì mục cuối cùng đó là xin cúng dường trai tăng, có những chiếc y và một số quà trai tăng. Thầy xin mời Châu Thanh khi dâng quà trai tăng. Châu Thanh có cái bài dâng y ca sa rất hay để kết cuộc trong cái buổi Vu Lan hôm nay quý vị. Ca sa quay đức chi bằng sắc dạng thanh bạch của hàng sa môn, nôi gương từ phù thế tôn quảng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn. Ngày nay thiền tinh các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành, chân y với tâm lòng thành ba dòng nhiều Phật đồng thánh nguyện cầu. Tăng ni quan hệ lạnh thâu căng lành gieo giống để hầu mai sau, nguyện mau thoát khỏi trần lao thấm nhuận lý đạo năm cho thành hành. Chúc cho cả thải chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y, lần theo gương đấng từ bi xuất gia hành đạo mang y ngồi kê, tu tâm dường tánh mọi bề tham sân đoàn thuyết Bồ Đề đến nơi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Thơm hương người thương, chân
khuya.